Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay chúng tôi đang đứng ở chỗ này là Đá Bạc, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chỗ này đi từ đường Sơn Sơn Đá Bạc vào khá là gần nha quý vị. Từ đây vào đây khoảng 800 m. Chỗ này là ngay ngã 6 Đá Bạc này quý vị. Ngã 6 Đá Bạc đi thẳng cái đường Sơn Sơn Đá Bạc ở chỗ này này. Chỗ này nó có chợ Đá Bạc nhưng cũ rồi, không thấy không còn hoạt động nữa. Đấy, đây là đường 765 này. 765 này. Còn đây là cái đường Đá Bạc Bình Trung hay là gì đó. Thì đi thẳng cái đường Xuân Sơn Đá Bạc này nha quý vị. Đi đây đến cái chỗ có cái chữ nhà đất Đá Bạc hay cơm Lộc Phát thì cơm ăn Lộc Phát thì đấy. Rẽ vào đây thì chúng tôi đang đứng ở đây. Chỗ này là khu công nghiệp Đá Bạc nha quý vị. Thì có cái lô đất ở ngay đây bán nha quý vị. Sơ đồ thửa đất là vẽ trên Google Map này như này nha quý vị. Cái thửa đất này có cái mặt tiền đường nhựa đây. Trên sổ thì ghi đường đất nhưng thực tế là mặt tiền đường nhựa khoảng 87 m. 87 m mặt tiền đường này. Cái này nó có hai thửa, đến đây cắt vào đây là một thửa phía ngoài, còn đây là một thửa phía trong. Đằng sau này có cái suối. Đấy, sơ đồ thì như này nha quý vị, để quý vị tí nữa còn phải xem cái sổ thì mới ghép được cái hình thành. Đây, cái sổ đầu tiên đây quý vị, đường nhựa đây. Thì cái sổ đầu tiên này nó còn có con đường đất ăn vào trong như này. Chỗ này còn có đường ăn vào trong nữa. Sổ kia cũng có đường đất, đường mòn đấy luôn. Đó. Cái sổ này thì diện tích là hơi ngược tí nha quý vị, 1957 m. Tức là gọi là hai xào đi, cái sổ này hai xào. À, cái sổ này ở đằng sau ấy nha quý vị. Cái chỗ ngã ba mà vừa lấy ở cái sổ trước hình thành là chỗ này. Đây, cái này là đường đất này. Cái đường này cắt ngang qua hai thửa này, thửa bên ngoài ở phía ngoài này và thửa này ở phía trong, đằng sau này có chữ suối này. Và sau cái suối này thì là khu công nghiệp Đá Bạc nhé quý vị. Giáp với khu công nghiệp Đá Bạc. Mà khu công nghiệp này bây giờ đang hình thành là điện năng lượng mặt trời thôi. Đấy, thì cái sổ này diện tích là 14.886 m² đất trồng cây lâu năm nha quý vị. Đây quý vị, thẳng đường này là ra đường Xuân Sơn Đá Bạc, còn đi ngược ra phía đằng sau thì đi sâu vào trong khu dân cư. Ở đây bên này có cạnh này có một cái vườn mít khá là đẹp này. Thì cái lô đất của mình á, nó đi theo cái bờ ranh đó. Cái đường mòn có sẵn ở trên này luôn. Cái thửa đằng trước này nó hơi hẹp hẹp, chiều sâu không được nhiều. Cái đường đất mà hình thành trên sổ là cái đường này nha quý vị. Đường đất hình thành trên sổ là cái đường này. Đó. Cái lô đất của mình hoàn toàn là cái khu bãi đất trống này. Diện tích của tổng của hai lô này là khoảng 1 hectare 7. 1 hectare. Gần hectare 7 thôi nha, hectare 6 mấy á. Thì nghe nói là thực tế thì hơn, bởi vì phía đằng suối kia còn nhiều diện tích được sử dụng. Lô đất khá là bằng phẳng so với mặt đường. Ở trên kia có cột điện sẵn rồi. Điện này thì là tạm thời điện một pha hạ thế để cho dân cư sử dụng. Có điện 3 pha dân dụng nha. Cái điện mà ở cái cột thấp này thì là 3 pha dân dụng này. Đấy, cột cao này sau này người ta sẽ mắc điện 3 pha công nghiệp luôn. Thì cái danh của cái lô đất đằng trước thì đến đây. Đấy, chỗ này nó có một cái đường mòn nữa, nhưng mà do hai lô đất này cùng một chủ nên cái đường này gần như không sử dụng nữa, không ai làm gì cả. Cái thửa đất đây giáp đến cái vườn tiêu kia. Sau đó là cái lô đất này thoai thoải, chất đất này cũng khá đẹp, đi thấy khá là xốp này, chắc do trời mới mưa nữa. Ở đằng sau thì có suối, bên kia pin năng lượng mặt trời của khu công nghiệp Đá Bạc nha quý vị. Toàn bộ cái trang trại gọi khu công nghiệp Đá Bạc ấy, do không có công ty về đầu tư nên dẫn đến là người ta sẽ làm thành cái điện năng lượng mặt trời để khai thác giá trị sử dụng. Thì lô đất này có mặt tiền đường nhựa gần khu dân cư, làm nhà vườn tốt và kể cả có thể tính đến việc làm năng lượng mặt trời cho cái lô đất này cũng được, trang trại. Đấy, đằng sau đất dốc cuối cùng thì có suối. Để đi đằng sau xem suối có nước không. Thì chủ đang tính bán cái lô đất này với cái giá là 9 tỷ nha quý vị. 9 tỷ. Quý vị nào quan tâm thì có thể thương lượng thêm. Đấy, chủ gửi giá báo vậy, hỏi chủ là giá này giá chốt hay là giá thương lượng thì chủ giá này còn thương lượng. Chỗ này người ta có đào cái rãnh để làm cái nước thoát nước mưa khi trong trường hợp là nước mưa nó chảy. Và cũng là để ngăn cái bờ, gọi là cái bờ ranh. Đấy, đến đây thì thắt vào một chút này, rồi lại phình ra phía đằng kia kìa. Bờ ranh để ngăn giữa đất của nhà này với đất nhà khác. Bên này vẫn còn vườn tiêu, không biết năm nay tiêu có thu hoạch được không nhé. Giá tiêu hình như đang lên này hay sao ấy.
thấy được khoảng 80.000 một cân rồi. Ngày trước là có 40-50, 40 mấy nghìn. À, phía đằng sau này suối này khá là to nhưng mà có vẻ mùa này vẫn còn cạn, mưa một hai trận gần đây là chưa chưa thấm tháp, chưa xi nhê gì. Mé bên kia là đất của khu công nghiệp Đá Bạc cả nhà. Phía sau này dốc xuống suối, gió hơi bị to, hơi bị mát. Suối cạn nha quý vị, mùa này suối vẫn còn đang cạn, mặc dù lòng suối là toàn đá để chứng tỏ nước chảy rất mạnh, nhưng mà suối thì cạn. Chất đất này ở đây thì là chất đất đỏ. Thì quý vị nào mà quan tâm cái lô đất với diện tích như này ở vị trí như ở đầu video chúng tôi có trình bày với cái giá như vậy hoặc là thương lượng thì quý vị có thể alo chúng tôi. Thì Bất Động Sản Thiện Nhân cũng cảm ơn sự theo dõi video của quý vị. Và quý vị nào có thông tin, có cần phải thông tin tư vấn thêm các vấn đề gì khác về các cái sản phẩm khác ở những khu vực khác thì chúng tôi cũng đi khắp cả nên cũng có một số thông tin, một số cái thông tin tốt để có thể tư vấn thêm cho quý vị. Thì xin cảm ơn sự theo dõi và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.